Vậy. Muốn vậy. Nhớ biểu vừa cái máy cho nó. Trời ơi. Trời ơi. Xúa. Xúa tôi rồi. Ổn quậy gì kìa. Đồ. Kỳ lạ. Về cái gì nó quậy thế nè. Ai. Đáng quậy. Qua đang xuống nè. Không ăn hả? Đang live stream mà nhìn gì vậy? Nó tìm phone nó kìa, phone nó đâu? Bỏ nhà đó thôi. Quay ra phone. I don't know. Nó mất rồi. Quay. Nó giấu rồi. Ủa vậy hả? Where's my phone? Bà ngoại house. Nhà trả cá của trả cá mạng phò đàn. Chắc bà ngoại theo đó con. Về thì bà về mà nhà bà ngoại. Chúng nó về ngoại đưa cho. Ngon quá. Gọi. Ăn sữa. Không, đúng là đồ của mình. Mấy cái que rộng, tôi đã về mà gom thì là gì? Còn nó ăn, tôi chắc chắn. Sữa nè. Ăn là phải ghiền thôi. Sứa 16 đồng. Rồi quên. Bây giờ cứ ngủ. Gỡ cái bị mà gỡ cá miệng. Cái gì? Cái gì gỡ cái bị mà gỡ cá rồi không có nổi. Chạy bên này con bỏ mấy gặp nè? 10 đó. Dạ. Nhà gì mà ăn quá trời ăn mà. Trời nó giòn mẹ ơi. Để em cho ăn luôn. Ngon mà. Trời Tùng đói quá ăn hết gần hết luôn. Ăn nhanh chứ sao luôn. Lần bỏ cho cái. Ừ. Bỏ trái trái mình ăn. Ừ. Ừ. Không ít vậy cái. Người Việt Nam nhậu. Ủa cái này gì vậy? Trời vô thiệt. Bỏ YouTube.
cá cũng ngon, diễm ngon. Ừ, muốn coi ăn thèm chim chứ làm gì. Cái cá này dai ngon. Để em giờ chưa xuống, bảo đảm lát nó xuống. Ngon. Ừ. Ngon. Ngon. Ăn không ngừng nghỉ luôn. Dạ. Như là suối Nha Trang đó chị. Mới tập bến bữa nay. Giòn lắm. Suối tươi. Suối tươi à. Ăn nó mát. Làm gỏi cũng ngon. Má ăn đã luôn rồi. Cay quá má ơi. Ăn cho đã cay. Hello. Ờ, chưa. Đưa cho